Hoa Kỳ có tên gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và ở Việt Nam thì chúng ta hay thường gọi tắt là nước Mỹ hoặc là Hoa Kỳ. So với nhiều quốc gia trên thế giới, quốc gia này tuy có lịch sử hình thành hơi muộn, thế nhưng đang giữ vị trí đứng đầu về nền kinh tế cũng như nhiều vị thế khác. Mỹ là quốc gia tiên phong cho các lĩnh vực hàng không vũ trụ, công nghệ nguyên tử, hóa học và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác. Đặc biệt, Hoa Kỳ được biết đến với nền giáo dục tiên tiến bậc nhất toàn cầu với các trường đại học danh tiếng như Đại học Harvard, Đại học Stanford, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Columbia, v.v. Các học viện và đại học này đã đào tạo ra những người đạt giải Nobel, các danh nhân như là John Kennedy, Barack Obama, Bill Gates, Jill Abramson. Vậy nếu như cường quốc này không tồn tại thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Hãy cùng Tagawai khám phá! Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới thiếu đi nước Mỹ? Phần 1. Thế chiến 2 là thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại khiến hơn 80% cư dân trên địa cầu bị ảnh hưởng. Số thương vong chung trong Thế chiến 2 đã vượt quá 60 triệu người. Đây là cuộc xung đột đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới có sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhiều ý kiến cho rằng quân đồng minh vẫn sẽ chiến thắng dù không có Mỹ. Tuy nhiên, rõ ràng Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến này. Theo sau Hiệp ước Versailles và việc Hoa Kỳ từ chối gia nhập Hội Quốc Liên, thái độ của công chúng Hoa Kỳ đã chuyển đổi sang thái độ do dự, không muốn can dự vào những chuyện có liên quan đến châu Âu. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Hoa Kỳ đã rút hết các lực lượng của mình và nói rằng sẽ không bao giờ trở lại châu Âu nữa. Đại khủng hoảng cũng đã làm tê liệt nền kinh tế, khiến cho Hoa Kỳ thờ ơ đến quân đội của mình và tập trung vào các mối quan tâm khác. Năm 1940 đánh dấu một sự thay đổi thái độ của Hoa Kỳ. Những chiến thắng của phát xít Đức tại Pháp, Ba Lan và các nơi khác cộng thêm trận chiến nước Anh đã khiến cho nhiều người tin rằng Hoa Kỳ sớm muộn cũng phải bị lôi cuốn vào vòng chiến. Ngày 11 tháng 3 năm 1941, Tổng thống Roosevelt ký đạo luật Lend-Lease nhằm thực hiện việc cung cấp vũ khí cho phe đồng minh. Mặc dù đây không phải là việc tuyên chiến của chính phủ Mỹ, nhưng đạo luật Lend-Lease có thể được xem như bằng chứng cho thấy chính phủ Mỹ có thái độ đồng tình với phe đồng minh. Năm 1941, Hoa Kỳ bị thuyết phục cung cấp lực lượng của mình để giúp lực lượng Anh ở Iceland. Các chiến hạm của Mỹ bắt đầu hộ tống các đoàn tàu của đồng minh trong Tây Đại Dương xa đến tận Iceland và đụng độ với tàu ngầm Đức. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mỹ chỉ nhún vai khi Nga và Anh cầu cứu? Mặc dù có một hạm đội vượt trội, nguồn cung cấp nguyên liệu cho chiến tranh của Anh ở mức thấp đáng báo động. Không có Mỹ chuyển hàng hóa sang Anh, rất khó để Anh có thể làm nên chuyện lớn. Sau giai đoạn đắn đo ban đầu, Anh và Mỹ đã viện trợ tương đối đáng kể vũ khí cho Hồng quân Liên Xô, và số vũ khí này phát huy vai trò không nhỏ trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức. Liên Xô nhận được 5 triệu tấn lương thực viện trợ từ Mỹ trên tổng số 18 triệu tấn hàng hóa viện trợ mà nước này nhận được từ đồng minh trong Thế chiến 2. Lượng thịt hộp mà Mỹ gửi cho Liên Xô khi ấy nhiều gấp 6 lần lượng thịt hộp do Liên Xô tự sản xuất. Tổng cộng, Mỹ đã cung cấp cho Liên Xô 44.000 xe Jeep, 375.883 xe tải, 807 chiếc máy kéo, 12.000 xe tăng, 1.541.590 chiếc chăn, 331.066 lít rượu, 15.417.000 đội ủng quân sự, 106.893 tấn bông, 2.670.000 tấn dầu mỏ và nhiên liệu, chưa kể đến 4.480.000 tấn thực phẩm. Ban đầu, Mỹ tham chiến với vai trò là kẻ cung cấp vũ khí cho cuộc chiến. Sau khi Nhật tấn công vào Trân Châu Cảng thì Mỹ mới bắt đầu tham chiến với tư cách là thành viên các nước đồng minh. Tuy Mỹ tham chiến muộn, thế nhưng việc Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki đã đánh một đòn mạnh vào phe phát xít, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Vì vậy mà phe đồng minh cũng có lợi, cuộc chiến kết thúc nhanh chóng hơn mong đợi vì không có quá trình đàm phán và đưa điều kiện của phe phát xít. Ngay sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Phần lớn châu Âu bị tàn phá nặng nề với hàng triệu người chết và bị thương sau chiến tranh. Chiến sự tàn phá trên toàn lục địa trải rộng trên một diện tích còn lớn hơn cả Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Các cuộc ném bom dai dẳng cũng đồng nghĩa với việc phần lớn các thành phố đều bị tàn phá nặng nề, với các khu công nghiệp bị đánh phá nghiêm trọng. Rất nhiều thành phố lớn, bao gồm cả Warsaw và Berlin hoàn toàn đổ nát. Các thành phố khác như London và Rotterdam thì bị thương tích nặng nề. Hạ tầng cơ sở kinh tế điêu tàn, hàng triệu người trở thành vô gia cư. Trong khi đó, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đánh dấu bước nhảy vọt của nền kinh tế Mỹ. Mỹ kiếm được 114 tỷ đô la lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1945, các nước đồng minh châu Âu nợ Mỹ tới 41,751 tỷ đô la. Trong đó, Anh nợ 24 tỷ, Liên Xô 11,14 tỷ, Pháp 1,6 tỷ, v.v.
Vào năm 1948, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ George Marshall đã phác thảo một kế hoạch 4 năm. Kế hoạch Marshall là một kế hoạch trọng yếu của Hoa Kỳ nhằm tái thiết lập một nền móng vững chắc hơn cho các quốc gia Tây Âu, đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Châu Âu yêu cầu 22 tỷ đô la viện trợ. Tổng thống Truman cắt giảm số này xuống còn 17 tỷ đô la trước khi đưa ra Quốc hội. Quốc hội Mỹ sau cùng đã chấp thuận đóng góp 12,4 tỷ đô la trong vòng 4 năm cho kế hoạch Marshall. Khoản viện trợ lớn đầu tiên được chuyển cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1 năm 1947. Đây là các quốc gia được coi như tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Các khoản hỗ trợ từ kế hoạch Marshall được phần lớn sử dụng mua hàng hóa từ Mỹ. Các quốc gia châu Âu gần như đã khánh kiệt trong thời chiến, và từ tiền kế hoạch Marshall gần như là nguồn tài chính duy nhất mà họ có thể được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Ban đầu, đồ nhập khẩu bao gồm chủ yếu những nhu yếu phẩm như lương thực và xăng dầu, nhưng về sau, hàng hóa chuyển sang các vật tư thiết yếu cho quá trình tái thiết. Những năm về sau, dưới áp lực của Quốc hội Mỹ và sự bùng phát của Chiến tranh Triều Tiên, một lượng lớn viện trợ được dùng để tái vũ trang quân đội các quốc gia Tây Âu. Trong khoảng 13 tỷ đô la được dành ra cho tới giữa năm 1951, 3,4 tỷ đô la được dùng để nhập nguyên liệu thô và hàng bán thành phẩm, 3,2 tỷ đô la dành cho lương thực, thực phẩm và phân bón, 1,9 tỷ mua máy móc, xe cộ và thiết bị, và 1,6 tỷ còn lại cho xăng dầu. Ban đầu, người ta dự tính sẽ kết thúc kế hoạch Marshall vào năm 1953. Nỗ lực nhằm gia hạn kế hoạch này bị ngừng lại do phí tổn ngày càng gia tăng của cuộc chiến tranh Triều Tiên và quá trình tái vũ trang. Vì vậy, chương trình này chấm dứt vào năm 1951. Dù viện trợ của Mỹ dưới nhiều hình thức khác nhau tiếp tục tồn tại sau đó. Trong những năm từ 1948 cho tới 1952, châu Âu phát triển nhanh chưa từng thấy, sản lượng công nghiệp tăng 35%, sản xuất nông nghiệp vượt đáng kể so với mức trước chiến tranh, tình trạng nghèo đói cùng cực ngay sau chiến tranh biến mất. Châu Âu bước vào một thời kỳ tăng trưởng chưa từng có kéo dài đến hai thập kỷ, cho phép chất lượng cuộc sống cải thiện không ngờ. Giữa các sử gia có nhiều cuộc tranh luận diễn ra về việc có bao nhiêu phần của thành tích này là do kế hoạch Marshall. Thật tệ khi nghĩ đến viễn cảnh châu Âu sau chiến tranh mà không có Hoa Kỳ anh em nhỉ? Trong khi đó, Liên Xô khước từ tham gia kế hoạch Marshall. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô Andrei Inurievich Vashinki tuyên bố kế hoạch Marshall vi phạm các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Ông buộc tội Hoa Kỳ âm mưu áp đặt ý muốn của mình lên các quốc gia độc lập, cùng với việc sử dụng việc phân phối viện trợ từ nguồn lực kinh tế của mình cho các quốc gia nghèo như một công cụ gây áp lực chính trị. Trước đó, vào tháng 12 năm 1945, tại hội nghị Moscow, quân đồng minh đồng ý rằng Liên Xô, Hoa Kỳ, Cộng hòa Trung Quốc và Anh sẽ tham gia vào sự quản lý Triều Tiên lên đến 5 năm trước khi tiến đến độc lập. Liên Xô và Hoa Kỳ gặp nhau vào năm 1946 và 1947 để làm việc tiến tới một chính quyền thống nhất, nhưng không đạt được tiến triển do sự gia tăng phản đối chiến tranh lạnh. Trong lúc đó, sự phân chia giữa hai khu vực trở nên sâu sắc hơn. Sự khác biệt về chính sách giữa hai quyền lực cai trị dẫn đến sự phân cực về chính trị và sự chuyển đổi dân số phía Bắc và phía Nam. Những mâu thuẫn giữa hai cường quốc đã dẫn tới việc Hoa Kỳ chiếm đóng phía Nam bán đảo Triều Tiên, còn Liên Xô thì chiếm đóng phía Bắc bán đảo Triều Tiên. Tâm điểm trong học thuyết xây dựng đất nước của Triều Tiên chính là chính sách Songun, nghĩa là quân sự trên hết. Do sự cô lập và thiếu thông tin về quốc gia này, Triều Tiên đôi khi được gọi là quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Trong khi đó, hiện nay, Hàn Quốc là một trong bốn con rồng của châu Á với tốc độ tăng trưởng cao và công nghiệp hóa nhanh. So sánh sự khác biệt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, anh em có thể thấy vai trò to lớn của cường quốc Hoa Kỳ. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe Takawai ngay lập tức để cập nhật những thông tin cực bổ ích và thú vị từ chúng mình nhé. Goodbye!